Hello, xin chào tất cả các em. Chắc các em cũng đã hạnh được một phần nào sau một tháng dạo chơi ở Inazuma, trải nghiệm nhân vật mới, đi khám phá những địa điểm thú vị mới, đập bên nhà con hỏa nguyên bản. Thì hôm nay để tiếp lửa thì MiHoYo đã livestream để giới thiệu cho chúng ta về phiên bản 2.1 của Genshin Impact. Và sau đây mình sẽ tóm tắt ngay những gì mà đáng chú ý ở trong buổi livestream này nhá. Trong phiên bản 2.1 này, chúng ta sẽ được giới thiệu đến những character mới như sau. Người được mong chờ nhất phiên bản update lần này, nhất tâm tịnh thổ, Raiden Shogun, hay có tên được gọi là thân thương, bọc bạc Squad Bao. Cô ấy là nhân vật cầm thương mang gnu Seirai Aloy, và như Venti và Zhongli, cô ấy cũng là một vị thần, người bảo hộ của vùng đất Inazuma, thánh pháp sư của đảo Watatsumi, Sangonomiya Kokomi, là thủ lĩnh tối cao của đảo Watatsumi. Vũ khí cô ấy sẽ cầm đó chính là pháp khí, và cô ấy là sử dụng nguyên tố thủy nhá. Theo mình nghĩ đây sẽ là Barabara 5 sao ấy ạ. Hắc Vũ Tiễn, đại tướng dưới trướng Raiden Shogun, Kyosara. Với độ hiếm là 4 sao, cô ấy dùng cung và Cold Vision hệ lôi nhá. Và với những thông tin mà mình biết thì Sarah sẽ là một support có thể ngang hàng với cả Bennett. Cuối cùng là nhân vật được thêm vào ở trong buổi collab với Horizon Zero Dawn, vị cứu tinh dị giới Aloy. Aloy sẽ được tặng hoàn toàn miễn phí vào phiên bản 2.1 cho hệ máy PlayStation và 2.2 cho các nền tảng khác. Tiếp sau đó chúng ta sẽ có những update mới, đó chính là hai đảo mới trong Inazuma, Watatsumi và Seirai. Trên hai đảo mới này sẽ lần lượt xuất hiện hai boss mới, đó chính là tinh anh lôi và thủy nguyên bản. Cuối cùng là boss tuần, chị đẹp nặc sinh Narona. Mình nhìn tâm hồn chị này chắc chắn chị này là người tốt rồi. Và đó là những gì đáng nổi bật ở trong bản livestream 2.1. Chỉ vậy, đơn giản ngắn gọn xúc tích. Hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau nhé. Bye bye.